Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ tường thuật cho anh em trận chung kết Đại hội Võ Lâm với thể thức song đấu tại cụm máy chủ S471 đến server S502. Và trước khi đi vào cái trận chung kết thì mình sẽ cho anh em xem về cái mốc lực chiến của những cái nhân vật sẽ đánh cái trận chung kết này. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái máy chủ là S471 có hai nhân vật, đó là nhân vật Lão Trư với cấp độ là tông sư 39 và mốc lực chiến là 43 triệu. Và nhân vật thứ hai đó chính là Tiểu Tà với cấp độ là tông sư 39 và mốc lực chiến là 40 triệu nha. Và bây giờ mình sẽ cho anh em xem về hai nhân vật tại server S502 Băng Hoàng. Hai nhân vật này sẽ là nhân vật đầu tiên là Phụng Hy với cấp nhân vật là tông sư 36 và lực chiến là 46 triệu. Và nhân vật thứ hai là nhân vật Ngẫm với cấp độ là tông sư 37 và mốc lực chiến đó là 42 triệu. Nhìn chung thì như vậy là chúng ta thấy là tại các nhân vật tại server S502 sẽ có mốc lực chiến cao hơn. Và để xem họ sẽ đánh cái trận chung kết này như thế nào nha anh em. Trận chung kết 1 đã bắt đầu rồi anh em ơi, và cái trận này thì được chia sẻ bởi anh em Nguyễn Bill nha. Thì anh em Nguyễn Bill chỉ quay lại có hai trận chung kết thôi, những cái trận tứ kết và bán kết thì không có anh em ạ. Và nhân vật chúng ta đang quan chiến đó chính là nhân vật Lão Trư đang chơi môn phái Hội Mộng với mốc lực chiến lúc nãy mình chia sẻ cho anh em đó là 43 triệu. Và nhân vật Phụng Hy đang chơi Tiêu Dao, Phụng Hy là 46 triệu nha anh em ơi. Hiện tại thì nhân vật Tiểu Tà có mốc lực chiến thấp nhất đó là 40 triệu và Tiểu Tà đang chơi Đoàn Thị, và Đoàn Thị đang bị dồn đam rất nhiều. Trong khi đó thì Lão Trư là Hội Mộng được dồn đam rất nhiều anh em ạ. Trong khi đó Dương Môn thì lại đang rất là yếu máu, và anh em thấy là chúng ta đang khống chế và kết thúc được Dương Môn rồi. Như vậy chỉ còn có một mình Tiêu Dao thôi. Tiêu Dao cứ mãi đuổi theo Đoàn Thị. Wow, lần này thì vất vả cho Tiêu Dao rồi. Đoàn Thị chỉ cần đặt được cái lồng là nhốt Tiêu Dao, và sau đó sẽ ngồi thiền để hồi phục lại lượng máu anh em ơi. Chụp được chiêu cuối rồi, hiện tại Tiêu Dao đang trong trạng thái mộng cảnh rồi. Tiêu Dao đã mù rồi anh em ạ, không thấy được đối thủ rồi. Như vậy là khi chúng ta quan chiến chúng ta sẽ không thấy được con mộng yểm nha anh em ơi. Rồi, Tiêu Dao chỉ còn một chấm máu và các thành viên chúng ta đã hồi lại full máu rồi. Hiện tại thì Hội Mộng đã bị tuột máu rất nhiều. Hội Mộng đang bị khống chế và Hội Mộng đã kinh công thành công rồi. Vẫn chưa lên vị, tiếp tục Tiêu Dao lại bị vào mộng cảnh nữa rồi anh em ạ. Phải nói là chiêu cuối của Hội Mộng cực kỳ khó chịu, làm cho Tiêu Dao không thể nào nhìn thấy được đối thủ. Như vậy là cuối cùng Tiêu Dao cũng đã bị kết thúc và họ đã giành được chiến thắng trận chung kết đầu tiên, và đây là trận chung kết thứ hai. Và chúng ta đang quan chiến nhân vật Tiểu Tà, đó chính là Đoàn Thị. Bây giờ thì họ có chuyển mục tiêu sang Hội Mộng hay không? Lần này họ đã đổi mục tiêu sang Hội Mộng rồi nên mà Hội Mộng đang bị dồn đam rất nhiều. Dương Môn khống chế Tiêu Dao dồn đam, nhưng mà Đoàn Thị cũng đâu thể nào để cho Tiêu Dao dồn đam được. Tiếp tục dồn đam, Hội Mộng đang chạy rất nhiều. Tiếp tục kinh công. Rồi, mình thấy là Hội Mộng tiếp tục dồn đam ngược trở lại. Hội Mộng đã hồi phục lại lượng máu anh em ạ. Tiêu Dao tiếp tục bị nhốt lại trong lòng của Đoàn Thị, và Dương Môn chỉ còn một chấm máu. Dương Môn chắc chắn là Dương Môn không thể nào thoát khỏi. Như vậy Dương Môn dính chiêu hai của Hội Mộng và Dương Môn đã lên bảng điểm số. Lần này tiếp tục Tiêu Dao chỉ còn có một mình. Phải nói là 46 triệu vất vả với đội hình của chúng ta. Chúng ta nhỉnh hơn lực chiến rất nhiều anh em ạ. Trên nhau rất nhiều. Như vậy lần này thì Tiêu Dao không thể nào dồn đam để kết thúc được các thành viên, và cuối cùng chúng ta đã giành được chiến thắng. Quá đẹp anh em ơi. Một trận chung kết Đại hội Võ Lâm song đấu với việc sử dụng Hội Mộng đã làm cho anh em có một cái bước đột phá rất là tuyệt vời. Và nếu như anh em thích cái video này hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo nha anh em ơi. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.